Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về cái chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về tác phẩm Khóa Luật của vua Trần. Thì hôm nay là kỳ học thứ 23, 26. Chúng ta đang học cái về cái giới. Trong đó là chúng ta đang học về cái giới gọi là giới giới trộm. Giới trộm cắp. Trong này như tôi đã nói cái kỳ mà chúng ta học sơ qua rồi đó, là vua Trần nói rằng là cái giới trộm á, thì để so sánh với hai cái bậc, và nếu mà cái người mà biết làm việc nhân nghĩa đó thì coi như người đó là quân tử, còn người mà cướp của giết người trộm cắp á, thì cái người đó thì quan niệm xưa nay của ông bà mình đó là kẻ tiểu nhân. Thì vậy thì tới đời chúng ta cũng vậy thôi. Thì chúng ta thấy quan niệm là cái người nào mà làm những cái điều mà lợi cho người, cái lòng tốt làm lợi cho người thì người đó là ta gọi là trang quân tử, người hiền triết. Người nào mà làm những cái điều mà đem lại sự đau khổ cho người, thiệt hại cho người thì ai cũng biết đó là mình gọi là cái kẻ tiểu tâm. Thì như vậy để chúng ta mới thấy rằng là sống với đời, mình muốn cho mình là cái người hoàn thiện, tươi đẹp do cái ý thức của mình. Mà thật sự mình lơi cái ý thức của mình á, mà mình vì cái lòng tham lam, lòng ích kỷ, lòng bỏng xẻng, lòng kiêu căng ngạo mạn. Thường mình tham á, nó mù quáng à. Con người mà tham nhiều quá thì gọi là si mê, tự mù quáng, tự si mê. Vậy mà mình làm sao mà mình tu hành, bởi vì Đức Phật dạy cho mình là ba cái độc đó mà. Mình làm sao mình quán chiếu ba cái độc. Đừng có cho cái độc đầu tiên nó xâm nhập vào mình nhiều quá, nó làm chủ lấy mình thì cái người đó đỡ lắm. Còn mà mình không có quán chiếu, mình cứ để cho ba cái độc nó chi phối mình đó, thì coi như là mình đã tham. Cái người có tham là có sân, mà sân là si, nó đi liền với nhau từng cái giai đoạn ấy đó. Vậy mà các Phật tử nên luôn luôn dè dặt, luôn luôn ý thức. Cái tham thì dĩ nhiên nó là cái vọng đó, nhưng bắt nguồn từ những cái chuyện tham nhỏ, từ những cái chuyện tham nhỏ nó tập thành cái thói quen, cho nên nó gọi thành nghiệp. Trộm cắp hay là trộm cướp hoặc là đạo tặc hay đạo chích cũng vậy thôi, do cái nghiệp trước dẫn tới cái nghiệp hiện tại và nó dẫn tới cái nghiệp tương lai. Cái nghiệp mình là tại vì mình không có gây những cái giống lành
trong cái quá khứ. Cho nên mình sinh ra hiện đời nó không được may mắn như bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu người khác có mặt ở cuộc đời. Cho nên mình cảm thấy mình thiếu thốn, mình cảm thấy mình nghèo khổ, mình đói khát. Vậy cho nên là vì giải quyết cái bao tử, giải quyết cái sự tư tưởng, cho nên phải đi cái đi đi thèm thuồng của người khác, rồi trộm cắp, rồi từ cái thèm thuồng người khác đó mà nhiều khi mình làm không được, cho nên mình nảy sinh ra cái ý cướp của rồi giết người. Cho nên từ cái ý thức ngay từ nhỏ của chúng ta, đơn nghiệp của chúng ta. Và các vị nghĩ á, giữa giữa mà cái việc mà vua Trần phân tích á, giữa mà ta và quân tử á, hai cái nó đối nghịch nhau. Quân tử thì cái luôn luôn thể hiện cái lòng thương để giúp cái kẻ côi cút bần cùng, còn tiểu nhân thì luôn có cái ý tham lam gom về cho mình. Tiểu nhân thì luôn luôn có ý tham lam gom về cho mình, chiếm của kẻ khác làm của riêng mình, là cả tình người chuyên lo ích kỷ, ai nói gì mình cũng lờ đi, mình chỉ lo cái chuyện của mình làm lợi ích cho mình gọi là kỹ. Nào biết giàu sang do trời định, chẳng hay tham cầu bởi ý ham. Những cái kẻ mà tham lam rồ dại ăn trộm ăn cướp thì họ không biết rằng là giàu sang do trời định. Nhưng mà rồi tới đây thì hỏi chứ trời trời nào? Vậy thầy nói vậy là tụi con phải nghĩ sao vậy, trời trời nào? Cái gì nhớ là trời là lý tánh chi đương nhiên, trời là phi cao diệt phi viễn đô chỉ tại nhân tâm. Chứ gì ngay chữ trời đừng có hiểu rằng ông trời là cái ông ở trên mây trên đầu chúng ta đây, mà chúng ta thì với ông tới đây không có đâu, không có thần thánh nào trời nào mà làm việc đó chứ. Mà trời đây là lý tánh chi đương nhiên, trời đây là đô chỉ tại nhân tâm. Mình làm cái gì thì có cái quả đó, mà cái quả đó thì phải một ngày một giờ nó trổ, phải chờ đợi đủ cái thời tiết nhân duyên. Như tôi trồng rau đây cũng vậy, phải đủ cái thời tiết nhân duyên, ngày đó giờ đó tháng đó nó hội tụ đủ rồi tự động nó phát sinh ra bông, phát sinh ra quả. Ví dụ như dưa leo thì bên đây trồng mà phải từ tháng 6 trở lên, dầu trồng vào tháng 2, tháng 3 đi chăng nữa nhưng mọi từ tháng 6 đó lên trồng sớm, có khi nó không sống, có khi nó sống nó èo bởi khí lạnh. Bây giờ nó lên phừng 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 ra bông ra trái vậy thôi, nó phải đúng thời tiết nhân duyên, đúng đủ cái độ tuổi của nó, chứ không phải nó muốn có trái hồi nào nó có trái. Tuy nhiên cái quả của chúng ta cũng như vậy. Nếu mà người nào đó mà làm lành mà chờ đợi cái nhân nó trả trổ cái quả lành nó thì thôi đừng làm chi hết. Nên mình có tính tham lam ở trong. Cho nên thì vậy mà tôi thành nhà Phật biểu làm rồi quên đi, gọi là bố thí ba la mật. Mình làm ác bao nhiêu đời, đời nay mình mới may mắn được làm việc vài việc lành thôi, mà mình trông mình đợi sao được. Thì nên bỏ những cái việc ác mà mình đã hại người, mình làm cho người ta đau khổ cho ai, ai gánh chịu cái đó đây, ai đọa đày mà cái đó đây. Cho nên bất cứ làm thiện hay làm ác không hề mất gì đâu hết, chẳng qua chưa tới định số. Mình hiểu như vậy để rồi mình không có chờ đợi trông chờ gì hết trơn, mình cứ việc
mình đã có điều kiện là mình cứ mình làm lành, mình phát huy cái sự lành. Cho nên nói với tôi thì nói thật cho đại chúng à, đối với bản thân thầy hiện tại bây giờ không làm lành cũng được nữa. Bởi vì thầy hiện tại tôi không phải để làm từ thiện, không làm lành cũng được. Phật đâu có bắt buộc phải đi vận động từ thiện làm. Nhưng mà tại sao tôi làm? Bởi cái tình thương của Đạo Phật, cái lòng từ bi của Đức Phật, cái văn hóa của dân tộc, cái lời dạy của ông bà xưa nay là thương người như thể thương thân, ghét người như thể dung phân cho người. Bầu ơi thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Vì những câu nói văn hóa dân tộc của tha thiết của ông cha đó mà tôi làm. Chứ còn nhiều khi là từ thiện không hề, tôi nói thành thật ra không ai, có nhiều người không biết cái đó của tôi làm nữa cơ. Mà các huynh đệ biết năm nay từng cọng rau tôi không hứa gì cả, tôi không hứa nữa. Năm rồi tôi còn hứa là tôi làm 2.000 để tôi đóng góp vô từ thiện, năm nay không hề hứa. Nhưng mà từng cọng rau tôi thấy là từ thiện hết. Đây không giấu các vị, ai nói có sách có chứng, để bán rau được bao nhiêu bỏ đây, đây một bao đây đó, bỏ vô đây tiêu thì bỏ cứ vậy này. Là cái hòm thổ này là không bao nhiêu tiền, là của từ thiện này, không đụng tới, 5 đồng 10 đồng hãy bỏ vô đây là coi như là từ thiện. Ba học tủ ở Mỹ thì có để tiền ở nhà, nhưng Mỹ nói vậy đó, để học tủ đây, phía tay phải là tiền của tôi xài, phía tay trái là tiền để trả điện nước, trả điện đài, giữa là từ thiện, lấy cái bụng ở đời. Cho nên cái người mà không có theo sát tôi từ đầu chí đuôi á thì cách tôi giảng nói ghét lắm, cái này nó chảnh quá, chảnh chó. Tiền ăn không ăn, nhiều khi tiền ăn không ăn á, tôi có quyền tham. Và tội đó rõ ràng là chúng ta có quyền tham, chúng ta không không ai bảo ta đừng tham hết. Nếu mà tham cho cuộc công cuộc, tham cho cái số đông, tham cho việc công, còn mình tham cho tự thân, cho tư lợi cá nhân là mình rơi vào con đường tội lỗi. Tại năm nay là bây giờ lo trồng trọt và làm biếng, mùa hè này không có đi lãnh từ thiện chứ. Lãnh từ thiện tôi hỏi các vị, tôi có biết ăn thịt gà đâu mà tôi lãnh là mấy con gà. Tôi tham đó. Nhưng mà tôi về cái tôi xết lại cái nước ngọt ngọt ngọt, cái tôi bắt con gà tôi bỏ vô, bị gà ta làm sẵn mà, nó gà 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 nó nướng sẵn nhưng mà nó không có ngon như kiểu của Việt Nam ta. Rồi cái này có chịu khó bao tay là cái xé xé ra là bánh mì nước cái đem đi cho cả xóm như vậy đó. Như vậy tôi tham đó, mà tham này lại người. Thế bây giờ buổi chiều 5-6 giờ chiều rồi họ cũng bỏ thôi. Và trong khi về có nhiều khi mùa này tới 9-10 giờ tối nó còn sáng. Tôi hì hợp tôi làm điều đó đó. Thứ nhất hồi xưa còn hai vợ chồng ông bà Linda, hai chồng đâu đi đâu được, trời cho cái giờ tối ăn mà nóng bánh mì nóng ngon thì họ ok, họ hoan hỉ, rồi thanh kiều suốt rồi. Hai bà ngồi, tôi nhớ ngồi đó xé mà ăn ngon, thịt ngon, lâu lâu những cái trụ trời mưa râm 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 râm. Rồi các cái nhà ở gần đây ta đi làm mệt về cái cho vậy ta ăn. Tôi tham vậy đó có tội không? Nhà tôi không có tội, khẳng định là không có tội, bởi vì đồ ngoài kia tới hết giờ người ta vẫn bỏ, đã đồ cũ ta mới cho, mà cho thì cái thức ăn đó chỉ trong một ngày thôi. Mà tôi là thầy tu mà tôi làm thì có tội không? Tôi không có tội. Đi đồ nó đã hư, đồ nó sắp bỏ rồi, và con vật nó đã chết rồi, còn ai làm tôi không khe. Mà tôi biết là bây giờ ta hết hết cái ngày bán là ta đem ta cho thêm một ngày nữa, tôi làm thì không hề có tội.
Mà chẳng những vậy mà hiện tại tôi được cái phước là cái phước gì? Tôi không nói gì lâu xa, phước là cả xóm này họ thương mình. Không cần nói lâu xa đó, hiện tại thôi. Coi như ban đêm tôi ngủ là cả xóm người nào thức là dòm cái thảo am của tôi vậy đó. Họ thương mình, họ thấy mình thân mình mà sao mình làm vậy. Và họ biết rằng là tôi ăn chay, chứ hoàn toàn họ đâu không biết. Chứ nếu mà họ biết tôi không ăn chay là họ đem đồ cho tôi tấp nập rồi đó. Mà tại sao tôi đi làm cái điều đó, tôi nói happy là làm sao mà gia đình mình hạnh phúc là tôi vui rồi, cho chi đình cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Cho nên tôi nói các vị á, cái chuyện đường lối tu hành ngày nay á, chúng ta phải thực tế. Có nhiều khi chúng ta không thực tế là nó rất he, cái không có dính líu gì cho cái đạo Phật. Phải thực tế. Nó làm sao mà lại cho người với số đông mà không có thiệt hại cho ai thì đó là phước. Cứ không cần lâu xa, chỉ cần ngay hiện tại vậy đó. Cả xóm mà thương mình đó, bây giờ các chị ra coi, rác tôi sắp hàng thứ tự. Thế họ đi làm về mệt, nhiều khi họ về tới mở cửa vô thải cái vali đó nằm liền. Như tôi cũng vậy, có nhiều khi tôi đâu về mệt, làm rau làm vườn nhưng mà thải cái nó là nằm xuống liền. Đã thôi thì mình ở nhà, mình đã rảnh rỗi chút, mình làm được cái gì cho người, mình giúp cho người về có phước. Không hề nghĩ mình là thân phận là một vị thượng tọa, một vị thầy tu gì hết trơn. Càng còn thấy mình tu là càng chưa có tu hành, có khi khô gì hết trơn. Càng thấy mình chưa tu. Cho nên sống cuộc đời các chị nhớ, giữa cái người tiểu nhân và người quân tử nó chỉ có rõ ràng vậy thôi. Nào biết giàu sang do trời định, trời là ta, ta quyết định số phận của ta, gọi là kim sanh tiện tu quyết đoán bất do việc nhân. Tại nay quyết định số phận của mình đừng trông đợi, đừng mong chờ, hy vọng. Giàu sang là do cái số phận của mình có gây cái nhân. Mình có cái tư tưởng cao, tư tưởng thiện, gọi là trời. Trời là thiện sanh thiên. Chẳng ham ăn, chẳng hay tham cầu, bỏ ý ham. Mình không biết mình hay cái tham cầu, mình bỏ cái điều tốt đi. Ăn gan, đục nhà, đào tường, khoét quách. Sơn dương tướng quân nói gót, luân thượng quân tử tập làm, ngược trời trái đất dối pháp khinh bình. Khi từ ăn gan đó, cái thiên đạo chất của cái của ông Trân Tử có ghi á, khoái nhận can chi bộ chi, khoái nhận can nhi bộ chi, kia là các gan người mà ăn đó, các gan người mà ăn đấy. Thế thì ngày nay thì thường thường ngày xưa đạo trích nhiều, ăn trộm nhiều, ăn cướp nhiều. Ngày nay thì tại vì nước này nó có luật pháp của nó hết, cho nên nhờ các cái bộ luật pháp hiện hình của quốc gia đó mà nó ổn định đỡ lắm. Ví dụ nước Mỹ này tuy nói gì nói chứ nó cũng đỡ nhiều thế lắm. Với cái hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà nếu mà luật pháp không nghiêm minh thì mạnh ai nó bắn nó tỉa nhau chịu gì nổi. Thành ra chúng ta nhớ ở một quốc gia nào mà cái của cái duyên phước của mình đó thì mình may mắn. Còn mình ở đâu mà mình cộng nghiệp để mình khổ đau thì cái đó là biết cái tai họa của mình. Phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Cái người mà số nghèo, số tham lam, số giận dữ, số si mê rồi đó,
Có bỏ xứ ở đây tới xứ nào rồi cũng phải trôi trở về thôi. Mới trôi trở về. Nay tóc ra hơi dài, ráng ngày mai cạo. Mới mưa được một ngày đã lắm. Các vị cảm thông mấy hôm nay á, tôi khỏe lắm nhưng mà cái cơ thể nó bị đau nhức cái đó. Sau vụ tai nạn kia nọ thành ra nó trục trặc một chút. Ráng một vài tháng bác sĩ nó sửa và một vài tháng nó mới xong. Nó đau từ cái nửa đầu, đau hết bên phải dài xuống tới gót chân. Rất là đau. Và tối về tôi sợ buổi tối lắm. Tối về khó ngủ nghe lắm. Ban ngày cái giờ này thì lại nó muốn buồn ngủ, nó ác vậy, nó ngược đời vậy đó. Cho nên cái gì tôi nói là nói chân thật. Chân thật bất hư. Còn cái chữ Sơn Dương là tại vì ngày xưa đó, ở đất Sơn Dương á, thì đa phần cái chỗ đó là cái nơi của những kẻ cường sơn, thảo khẩu, những kẻ ăn cướp, ăn trộm thì ở đất Sơn Vương rất là nhiều. Cho nên vậy là người phòng á, họ quyết định họ đi đánh để họ thâu cái đất Sơn Vương để họ làm chủ mấy người ăn trộm ăn cướp rồi nè. Nhưng mà rốt cuộc thì những người lương thiện người ta cố gắng lên, người ta đi tìm những tên mà ác độc tướng cướp, người ta xử đẹp. Nhưng mà không ngờ đa phần thì cái người hiền vô đó phải chết. Người ác thì tới được quyền sống dai hơn. Cái này nó có liên quan liên hệ mật thiết nhiều trong quá khứ lắm mà thôi tôi không thèm nói đâu. Nói ra nói này bữa nay tôi dạng gì quá khứ quá trời rồi. Cho nên cái việc tu hành làm sao mà con người nó cởi mở ra, nó có những cái giờ phút an lạc, quý vị nhìn đâu cũng thấy pháp hết á. Lương thượng như tôi đã nói rồi, lương thượng là cái kẻ ăn trộm nó leo lên cái nóc nhà, nó ngồi trên những cái cây thượng lương đó, mà cái người chủ hay tin kêu các con thức dậy và chỉ nói đạo lý cho các con nghe chứ không không hề không hề nói chuyện ăn trộm đang ngồi trên kia. Và biết là ông thầy này cái là thầy của mình sẽ tới số trước thầy đó. Thành ra mình đừng có cuộc đời mình đừng có ham hố một phép trèo tường ai hết trơn á. Nó sẽ là nguyên nhân của sự nghèo khổ đời sau. Bây giờ học cái những cái câu chót tại câu đầu mình đã học rồi hả? Học từ cái câu mà kìa ông già kìa khỏi bạc á. Cái câu mà ngược trời trái đất dối pháp khinh hình, hình đó là hình phạt, mình không ngán hình phạt, mình dối với pháp luật, chết sống còn sống gặp lý gặp công lý thi hành, chết rồi bị minh vương tra khảo. Mình ăn trộm lúc mình còn sống thì bị thi hành là công lý, mà chết rồi là như thế. Ui, vì cái không khó chịu khổ không nổi, cho nên nhất là những anh lãnh cướp chúa chịu khổ không nổi mà bị bắt rồi cái khổ nó vô cùng. Nhất nhất tại tù thiên thu tại ngoại, người nghèo tù cũng sao, cái người người có tiền có của vô tù khổ vô cùng khổ. Sáng nay tôi dậy tôi tình cờ tôi nghe cái đài đến tới Sài Gòn, cái tôi nghe câu chuyện mà nghe nó kinh khủng quá. Bữa nay buổi sáng giờ tôi lọ mọ ở phía gần nhà, cho nên tình cờ nghe câu chuyện đó tôi suy nghĩ nhiều, đắn đo nhiều lắm.
Hồi xưa đó tôi nhớ hồi nhỏ đó có cái bộ phim là Người Giàu Cũng Khóc. Thật sự tôi không biết coi tại nước ngoài. Bây giờ rõ ràng ngoài cái chuyện không 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 dành đi cho người giàu, tất cả hạng nào của kẻ khóc. Khóc vì nhớ con, khóc vì thế này thế kia, khóc vì, nhưng mà đa phần khóc vì giận dữ. Nên mới có phiên là bây giờ người giàu cũng khổ. Thì ngày 24 là ngày thứ sáu, thứ sáu là ngày mai nè. Ngày mai tòa án của Hoa Kỳ có xử, có điều trần một cái vụ án mà gọi là người giàu cũng khóc. Các vị biết rằng là hiện giờ ở trên thế giới này, trên hành tinh này đó, thì có hai cái người mà giàu nhất đó là ông Alamed và gọi là chết Bezos gì đó, chết Bezos là hai ông. Thì ai cũng biết là ông Alamed, ông là Alamed này là ông là cái người gọi là chủ công ty BS. BS đâu phải là cái bánh răng đâu, BS là cái chế cái phi thuyền để lên vũ trụ, lên trên trên hành tinh. Ông là một cái tay mà gọi là giàu có, mà đứng chủ quản để chế ra cái xe điện ngầm, giàu vậy đó. Ông này luôn luôn cạnh tranh với ông Amazon. Amazon là bán đồ Amazon, nó đồ một cái gì gọi đó, Amazon tên là chết Bezos đó. Luôn luôn hai ông đấu đá với nhau coi coi ông nào là giàu nhất hành tinh. Tối nay không biết có gì nào đấu đá để mà giành cái giải giàu nhất hành tinh, không biết. Thứ hai ông này là đấu đá nhau để giành giải nhất hành tinh. Nhưng mà cách đây 2 tháng thì cái ông mà đại diện công ty BS này đó là ông Alamed đó, ông mà chế ra những cái phi thuyền, chế ra những cái xe chạy điện nè. Giờ Mỹ giờ ào ạt họ mua xe chạy điện cho nó đỡ tốn xăng. Xăng bây giờ cả ly lên hơn 6 đồng một galon à. Vì lý do đó mà cách đây 2 tháng, cách đây 2 tháng thì con của ông Alamed này đó, ông nó đủ 18 tuổi mà nó nộp đơn, nó kêu gọi tòa án phải giải quyết cái đơn của nó. Nó là gì? Đó là nó mong mỏi là nó được đổi tên và đổi giới tính. Được đổi tên và đổi giới tính bởi vì lý do là nó không ưa cha nó. Không ưa cha nó tại vì cha nó kỳ thị người đồng giới. Cái đó là nhà doanh nghiệp có tiền, hình như có tham gia cái buổi họp quốc hội của Hoa Kỳ cách đây mấy tháng. Thì khi họp quốc hội Hoa Kỳ thì quốc hội đưa ra là cho quyền hạn mà giới hạn của người đồng tính, cũng cho họ quyền hạn nhưng mà là giới hạn thôi. Thì nên nó mới nghĩ rằng là cha nó cũng như quốc hội Hoa Kỳ này kỳ thị người đồng giới, cho nên bây giờ nó quyết định xin tòa. Nhưng mà từ hồi cái tháng họp quốc hội đó cho tới ngày nay, nó mới vừa tròn 18 tuổi vào ngày tháng 4 vừa qua, đúng 18 tuổi nó mới được đi kiện, đi thưa. Mà kiện thưa đây là nó yêu cầu là đừng cho nó dính dấp gì với cha nó cả. Nó xin đổi lại cái tên của nó là Vivian, Vi sinh gì đó là tên, họ là họ mẹ mà tên là tên tên con gái, trong khi cái tên của anh ta đó thì lại là tên con trai. Anh ta là con trai mà bây giờ anh ta nhất quyết
xin cha mẹ cho đổi lại cái xin tỏa, cho anh ta đổi lại cái tên Vivian Vincent là tên con gái, anh không chịu tên con trai nữa. Tên con trai là Xavier Mất là tên con trai, bây giờ ông sẽ là Vivi Vivian Vincent. Thì cái luật Mỹ thì cái năm cái người con mà 18 tuổi trở lên mới được quyền đứng chủ quyền, đứng đủ cái pháp lý để đi thư kiện, thì anh ta thư kiện như đó. Mà trong cái hành tinh này, thậm chí cả thầy chùa tôi nói thiệt luôn, mà giờ mà yêu cầu mà được gặp ông đó thôi, được nắm tay ông thôi, được chụp hình ông thôi là mừng dữ lắm. Cái thường thường mấy người giàu có khi họ không cho mình được gì, nhưng mà nghe cái hơi là mà tự nhiên thấy nó khỏe. Đây là tôi nói nó đụng á, nhưng mà tôi nói các vị thấy đúng không? Thường thường có mấy người giàu họ có khi giàu họ chưa chắc gì họ cho mình chục cái gạo, nhưng mà họ thấy người giàu phải đứng gần chụp hình vậy đó. Cái hơi nên người xưa nó nói dạy bà mang túi bạc kè kè, nó bậy nó bạ, chúng nghe rằng rằng là vậy đó. Cái ông mà gọi là Alamed này thì thật ra nó cả hành tinh này ai không muốn làm con không? Thật sự hiện bây giờ hành tinh này chỉ có hai người giàu, giàu và đấu một còn một 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 tranh một một hai, đó là ông Alamed này là một, và ông chủ tập đoàn của Amazon là giàu nhất hành tinh thôi. Chứ còn ai mà nói về kia nợ giàu cái kia đó là toàn nói là không sự thật hết á, vì đất nước là dân chủ mà. Cho nên cái người giàu nhất hành tinh là người đã tự có cái ý chí sáng tạo, tự vươn lên, chứ cũng chưa chắc gì ai giàu bằng bằng của ông của cha đó. Chỉ có tự mình sáng tạo, tự mình vươn lên, cái giá trị nó ghê gớm lắm. Cho nên ông Lamamed này với ông là chủ của Amazon là coi như đấu nha, để một còn một mất. Nhưng bây giờ ông Alamed kỳ này là coi như thua rồi, thua rồi, thua ở đây chưa hẳn là thua tài sản, nhưng mà đau khổ từng miếng da miếng thịt. Giàu vậy đó mà giờ con nó đi từ, nó quyết chí, nó bảo là tòa án phải giải quyết cho nó, là nó không dính líu gì tới cái ông cha nó hết, đổi lên tên tên của con gái mà họ của mẹ nó, vì nó muốn đấu tranh cho cái người đồng giới, mà nhất là trong đó là giới nữ. Nó đòi hỏi phải cho nó trở về đúng cái giới tính của nó. Như vậy thì các vị thấy giàu như ông Alamed này, vậy thì các vị thấy có sung sướng không? Mà trong khi ông này có vợ á, là người cô gái Canada đẹp tuyệt trần, là sinh ra đứa con đầu tiên thì coi như chết, không nuôi được. Cho tới 2000, năm 2000 á, thì hai vợ chồng mới mới làm đám cưới. Cho tới hai là sinh đứa con đầu tiên nuôi không được. Cho tới 2004 á, mới đi gọi là nhân tạo mới đẻ ra, mới mới có hai đứa con trai này. Mà giờ một đứa nó trống như vậy đó, một đứa đó là con trai thiệt, rồi sau đó tiếp tục nhân tạo đẻ ra ba đứa con trai nữa. Nhưng ba đứa trai nữa thì ông quả điều 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 đình sao đó, thì có nghĩa là người nuôi vô ngày sao đó, cho nên không đổi. Nhưng mà hai cô gái, cái cô gái mà bây giờ từ chàng trai mà đầu hưởng của là sinh năm 2004, vậy mà ta âm thầm ta chịu đựng 18 năm, thì 2004 tới năm nay là 2022 mới đủ 18 tuổi, đủ tuổi 18 mới đi kiện thưa cha mình, vì cha mình bất bình, cha mình là kỳ thị người đồng giới. Mà trong đó thì người mẹ với người cha đã ly dị năm 2008, vì là hai vợ chồng ở nhau được có 8 năm. Trời ơi, tôi thấy có những cái cuộc đời, nghe những cái tin mà gọi là mình choáng váng mặt mày. Choáng váng ở đây không phải là cái chuyện gì nó ngạc nhiên, nhưng mà ý nói rằng là mỗi người nó có một cái nghiệp, có một cái số phận, có một cái hoàn cảnh. Mà theo lẽ giàu như ông Lamamed này thì trời ơi sung sướng để hưởng, những người con ông sung sướng để hưởng chứ.
nhưng mà nó không hề muốn hưởng của cha nó một đồng nào, từ cha mà đổi họ luôn. Giờ này tôi nghĩ ông Lama này ông đau thương ghê gớm lắm, nếu là ông là làm là trái tim của ông là một người cha. Ngày mai này nè, nếu ai mà theo dõi ngày mai này thì tòa án của Cali Phật Nha đó, nó điều gọi là điều trần, chứ có quyền gì xử, là điều trần có đồng ý để cho cái người con trai tên là cái gì đó, con trai để tôi nói tên gì đó, Xavier này đổi thành cái tên là Vivi Anvison này không? Ngày mai là giờ này là ở Hoa Kỳ, ở Cali là 7 giờ mấy á, vì bên đây là 10 giờ rưỡi thì bên Cali mới 7 giờ rưỡi trưa, ngày mai giờ này chưa đâu, chưa biết kết quả. Buổi chiều ngày mai là sáng bên Việt Nam ngày mốt là coi cái vụ này cũng cũng là không phải là vụ thường đâu, không phải vụ thường. Cho nên ta nghĩ rằng cuộc đời ngày nay nó có những cái chuyện mà nó xảy ra mình không ngờ, thành ra người giàu cũng khổ, nghèo khổ đã đành rồi mà giàu cũng khổ, khổ vô cùng đó. Cho nên tôi mong rằng quý vị nghe mấy này để quý vị cũng có những cái nhìn hay vậy đó. Mà bây giờ muốn hết khổ thì như là Phật dạy là mình phải giữ giới, giữ những cái giới của Phật. Ví dụ như mình muốn hết hết khổ vì nghèo thì mình đừng có ăn cắp ăn trộm trong cái hiện tại này. Mình đã ở các ăn trộm thì sống thì gặp công lý thi hành, chết thì bị minh vương tra khảo. Những cái lời này nó chân chân thật chân chất chân thành của vua Trần ghi lại đó. Những kẻ mà ngược trời trái đất, dối pháp khinh hình, ngược trời trái đất, trái đất là đi ngược lại định lực của trời đất, định lực trời đất xưa nay thì cái nhân nào thì quả đấy, phước ai thì người đã hưởng. Mình biết được vậy là mình đừng có đi ngược lại định lực của trời đất nha. Các huynh đệ thương thương mình, hiểu được cái lời của Phật, của Tổ, của quý tiền nhân, cũng như cái lời của thầy tài chia sẻ thì nhớ vậy đó. Mình không có đi ngược ở trời đất, mình thuận trời đất. Nhưng mà thuận trời đất đây không phải là mình làm những điều mà gọi là thiên luân bại lý, nghịch luân bại lý, không có. Mà thuận trời đất có nghĩa là mình thuận cái lẽ phải, thuận cái công lý, thuận cái công bằng, thuận cái chính chắn. Nên lưới trời thì lồng lộng, làm thiện thì thoát, mà làm ác thì đeo mang. Phép nước thênh thang, làm việc công thì khổ, mà làm việc tư thì phạm. Đó là lời của vua Trần nói rất rõ ràng. Ngược trời do trái đất, dối pháp khinh hình, còn sống gặp công lý thi hành, chết rồi bị minh vương tra khảo. Không những đống vàng khói ngọc, dầu rằng còn cọng cỏ mãi long. Không những mình trộm cướp vàng ngọc mới là trộm cướp, mà cọng cỏ mã lông mình cũng không không thèm, cỏ mã lông mình cũng không thèm. Ngửi ngửi sen ao địa thần còn la, lấy tiền lời diêm vương cũng phạt. Đó là hồi đó có một vị tu hành tu mà mới mới sa di à, thì ông đến một cái hồ sen, ông thấy hoa sen nó có cái mùi thơm, ông đứng lại nhìn và ông kéo cái hoa sen, ông ngửi mùi thơm. Thế thì chả có ông địa thần ông xuất hiện, ông bảo nó tại sao ông ngửi trộm hoa sen của tôi. Ông sa di mới nói tôi chỉ ngửi mùi hương đâu có hại gì đến hoa của ông đâu. Rồi thì ông địa thần mới bảo là ông nói ngửi như vậy đã phạm tội tội trộm rồi, ngửi gì đã phạm tội trộm rồi. Thì ngay lúc đó có đôi bao người ào xuống hồ sen, kẻ hái gương người dỗ ngó. Thì ông sai chiêu đó, sao tôi gửi có chút mà ông nói tôi tội, còn người ta xuống ta dỗ, người ta hái gương sen, người ta móc móc ngó đó, sao ông không rầy. Thì ông địa thầy mới nói rằng ví như có người mặc chiếc áo trắng, chỉ cần dính một điểm mực nhỏ thì là thấy dơ rồi, còn người ta mặc áo đen nâu, nếu dính một bệt vật to cũng không thấy là dơ. Cũng vậy,
Con người ông là người tu hành thanh tịnh, ông không nên ngửi lén mùi hương sen. Ông đã nhơ rồi. Còn các người kia là kẻ phàm tục, dầu họ có làm những điều tội lỗi cũng như hết như bạch vật phết lên cái áo đen thì không ai thấy. Ông làm mình tôi thấy vậy thôi đó, cho nên mới có câu là ngửi mùi hương sen trong ao còn bị địa, địa thần quở là vậy đó. Nó có những cái tích chuyện hay vậy đó. Như vậy cái người nào tu hành biết nhân quả nhiều thì coi như đừng tưởng nó biết nhân quả mà được rồi không sợ nhân quả. Tu hành đừng nói là tôi không sợ nhân quả nghe. Coi chừng. Đừng nói tôi ăn cái đó nó tiêu kia không có. Của tính thí khó tiêu. Trời ơi. Ăn của người ta khó tiêu lắm. Không phải dễ tiêu đâu. Cho nên ngửi mùi hương sen trong ao mà còn địa thần quở cho vai lấy lời diêm vương còn phạt. Lưới trời lồng lộng, làm thiện thì thoát, làm ác đa mang, phép nước thênh thang, làm việc công thì khỏi, và làm việc tư thì phạm. Lưới trời nhìn không thấy đâu, mà nó lồng lộng, nó mênh mông vậy đó. Mà nếu mà mình làm lành thì từ từ cái rồi coi như nó thủng cái lưới đó, mình làm ác nó siết cái lưới đó lại. Cái bài thơ rằng rồi mấy vị làm xong mà kết thúc lại có bài thơ: Đạt bích xuyên tường ý bất hưu, thiên ban bách kế khổ danh cầu, kim sinh cầu đạt tha nhân vật bất giác trung thiên thu mãn ngu. Và tự tân kiểm dịch là khoét cách trèo tường ý hiển sâu, trăm phương ngàn kế khổ tìm cầu, của người ví được thời nay đó rồi phải buông đời kiếp ngựa trâu. Mình tha của ai á, rồi sau này người ta không biết, nhưng mà mình cái luật nhân quả nó không tha, rồi mình hoặc là làm giúp người trao để mình trả nợ khổ lắm. Thôi bữa nay giảng nhiều quá thôi, cũng hết 40 phút rồi, coi như bữa nay là hết cái giới thứ hai là giới trọn. Mong rằng quý vị nghe lại để quý vị nhớ gì đó, nó kết hợp các nhà nho và Phật giáo chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.